quý vị và các bạn. Đầu tiên, thay mặt ekip sản xuất nội dung, cho mình gửi lời cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Mình xin tự giới thiệu, mình chính là admin của kênh. Chắc hẳn các bạn cũng ngạc nhiên khi trong suốt quãng thời gian gần đây, mình không sản xuất được nhiều nội dung, cũng như đem lại cho các bạn những thông tin mới hơn, hay hơn và bổ ích hơn. Tuy nhiên, với sự xuất hiện mới mẻ này, sẽ đem lại cho các bạn cảm giác lạ hơn, mong rằng vẫn luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và những lời góp ý chân thành từ các bạn. Và đừng quên nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những kiến thức thú vị nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với tập tin kiến thức ngay sau đây. 17 sự thật ít biết về lực lượng mật vụ Hoa Kỳ. 1. Số lượng mật vụ nhiều hơn chúng ta tưởng. Nếu nói về mật vụ, chúng ta thường áng chừng khoảng 100 hoặc thậm chí ít hơn, đặc vụ ưu tú. Thực tế, số mật vụ Mỹ lên đến khoảng 6.500 thành viên. Ngoài ra, còn có những người làm việc cho đơn vị bảo vệ cá nhân. 2. Họ không chỉ bảo vệ Tổng thống. Công việc của các mật vụ không chỉ là bảo vệ Tổng thống, mà ngay cả các cựu Tổng thống và gia đình của họ cũng nằm dưới sự bảo vệ và canh gác cẩn thận. Không chỉ thế, họ cũng bảo vệ các vị khách mời danh dự của Tổng thống, cũng như bất kỳ ai mà Tổng thống muốn bảo vệ. 3. Có 3 giai đoạn khác nhau. Những mật vụ mới không được tham chiến thực địa ngay, mà phải làm việc tại văn phòng trong vòng 3 năm nếu muốn đối diện với các thử thách khó khăn hơn trong công việc. Giai đoạn này kéo dài trong 4 đến 7 năm. Trong giai đoạn cuối cùng, một đặc vụ được thăng chức lên vị trí cao hơn trên hiện trường, bảo vệ Tổng thống hoặc có thể chọn quay lại làm việc tại văn phòng. 4. Họ được huấn luyện để tự ném mình trước đạn, sống sót dưới nước. Trước mọi sự kiện quan trọng, lực lượng mật vụ được phổ biến và tập dược trước mọi tình huống, chiến đấu với kẻ địch hoặc các âm mưu hạ sát có thể xảy ra. Họ dùng những viên đạn đặc biệt được dùng riêng cho việc huấn luyện của lực lượng mật vụ. Các mật vụ cũng phải trải qua các khóa phát triển kỹ năng định kỳ 8 tuần trên một lần. 5. Luôn mang theo túi máu của Tổng thống. Các đặc vụ luôn sẵn sàng dùng kỹ năng y tế của mình để tiến hành truyền máu nếu cần thiết. Họ luôn mang thêm máu dự phòng cho Tổng thống. 6. Huyền thoại núi Weather là sự thật. Một hầm ngầm trên núi được sử dụng để che giấu một đại diện chính phủ trong một sự kiện mà tất cả các quan chức cấp cao có thể lập tức tập trung và ẩn náu. Vì vậy, nếu bọn khủng bố quyết định ám sát quan chức cao nhất của chính phủ, họ có thể sẽ thất bại. 7. Tổng thống cũng phải có mã danh code name. Các mật vụ thường dùng mã danh cho Tổng thống và đó cũng không phải là sự hư cấu chỉ có trên phim Hollywood. Ngoài đời, các đặc vụ thường đặt mã danh và cùng chữ cái đầu cho một gia đình Tổng thống, ví dụ Barack Obama là Rigiret, vợ ông Michelle Obama là Rinaisin và con gái là Radiance và Robot. 8. Họ cảm biến chuyển động trong tầng của phòng bầu dục. Một trong những quy luật của mật vụ đó là không bao giờ để Tổng thống một mình, và mỗi khi Tổng thống muốn được ở một mình tại phòng bầu dục và không có mật vụ ở bên, thì họ vẫn có thể dễ dàng theo dõi bất kỳ chuyển động nào, đề phòng bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào có thể ập đến với những bộ cảm biến dưới nền nhà. 9. Họ tham gia vào sở thích của Tổng thống. Vì Tổng thống Mỹ không được ở một mình, các đặc vụ phải tham gia vào mọi hoạt động của Tổng thống, ví dụ như đi chạy bộ buổi sáng ư. Không vấn đề, các đặc vụ phải dậy sớm và chạy bộ với Tổng thống. Muốn leo núi ư, tất nhiên các mật vụ cũng leo cùng và còn ti tỉ những thứ khác nữa. 10. Theo dõi mọi lá thư đe dọa. Không hề hư cấu một chút nào, các mật vụ có trách nhiệm giám sát và kiểm tra tất cả thư điện tử, giấy có chứa nội dung đe dọa. Dù là đùa giỡn, người Tổng thống Mỹ, đơn vị này còn có cả một cơ sở dữ liệu, giấy đồ sộ với hàng tá loại mực khác nhau để giúp việc điều tra phân loại được dễ dàng hơn. 11. Theo dõi và ghi lại mọi thứ. Các mật vụ luôn dùng nhiều camera nhất có thể. Nó giúp họ rất nhiều khi phải giải quyết một vụ tai nạn hay phải tìm một kẻ thù phán định. Đặc biệt, sau vụ ám sát Tổng thống John Kennedy, các đặc vụ đã quyết định luôn cắt đặt một chiếc xe chỉ chuyên làm nhiệm vụ lưu lại các chuyến hành trình của Tổng thống. 12. Họ không thể sẽ chết vì Tổng thống. Đó chỉ là một trong những sự hư cấu của Hollywood mà thôi. Không lời thề nào đặt mạng sống của ông Tổng thống cao hơn họ cả. 13. Chỉ có duy nhất một mật vụ từng hy sinh vì bảo vệ Tổng thống. Nếu một mật vụ cần hy sinh tính mạng vì Tổng thống, họ tự nguyện làm điều đó. Trên thực tế, chỉ có một trường hợp trong lịch sử khi một sĩ quan mật vụ qua đời, Leslie Prophet, hy sinh ngày 1 tháng 11 năm 1950 trong khi bảo vệ Tổng thống Harry Truman. 14. Giữ bí mật trụ sở chỉ huy. Trụ sở chỉ huy của cơ quan mật vụ
nằm tại Washington trong một căn phố có cái tên không thể ngắn hơn, Hart Street. Xung quanh không có một thùng rác nào để đề phòng có kẻ muốn đặt bom và tòa nhà cũng không quá to lớn, không có biển hiệu gì. 15. Lực lượng mật vụ ra đời vào đúng ngày Tổng thống Lincoln bị ám sát. Bộ trưởng Ngân khố Huck Mercer Coolidge đề nghị thiết lập một cơ quan mật vụ lên Tổng thống Abraham Lincoln ngày 14 tháng 4 năm 1865. Thế nhưng, ngay đêm đó, Tổng thống đi tới nhà hát xem kịch và bị bắn chết. 16. Cơ quan mật vụ ban đầu được thành lập không để bảo vệ Tổng thống. Nhiệm vụ của lực lượng mật vụ ban đầu của Bộ trưởng Ngân khố HMC để chống tham nhũng và gian lận tài chính. Trên thực tế, tổ chức vẫn giải quyết các vấn đề như vậy. 17. Không bao giờ đeo kính râm ở ngoài trời. Trong phim ảnh, các đặc vụ luôn đeo kính râm và mặc những bộ vest đen đặc trưng. Nhưng các đặc vụ thực thụ không bao giờ đeo kính râm khi đang làm nhiệm vụ bởi họ có thể bỏ lỡ những chi tiết quan trọng vì thiếu ánh sáng. Các bạn thấy đấy, lực lượng mật vụ Hoa Kỳ chuyên nghiệp có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Hoa Kỳ là một trong những lực lượng bí mật nhất. Trong phim ảnh, các mật vụ luôn được khắc họa với hình ảnh đeo kính râm, đeo tai nghe mini và ngày hôm nay các bạn đã được khám phá những bí mật ấy. Hãy để lại bình luận góp ý cho mình nhé. Xin chào các bạn.